Và như vậy trọng tài đã cất còi. Hiệp 1 trận cầu ngày hôm nay chính thức được bắt đầu. Bóng đã nằm gọn trong đôi tay của thủ môn bên phía Olympic. Vẫn đang là số 21 của Sài Gòn Hotspot. Cơ hội nào rất nguy hiểm. Vẫn đang là số 31 của Olympic Sài Gòn. Và như vậy trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt nền. Đó là Julien. Julien rất chính xác rồi. Mặc dù thủ môn của Sài Gòn Hotspot đã đổ người đúng hướng ở pha bóng vừa rồi, nhưng đó là một quả đá chìm hiểm hóc và rất khó để cứu thua ở pha bóng vừa rồi. Quả được cặp trung vệ của các đội áo trắng sút từ xa. Chú ý ở tình huống này đã có lỗi của Dô Huy. Một đội trưởng vẫn còn hơi mạnh, anh vẫn đang bị theo rất sát. Rất tốt. Một cơ hội chân trái nào, không được rồi. Một pha phù hợp có nét phản dần cho cái thủ Sài Gòn Hotspot. Cơ hội nào rất nguy hiểm. Bóng vẫn còn ở trong cuộc. Và trọng tài lại chỉ tay vào chấm phạt nền. Trọng tài cho rằng ở pha bóng vừa rồi thì Claudio đã phạm lỗi với tiền đạo đối phương. Và đây là một cơ hội không thể tốt hơn để Jonji sẽ đối đầu với thủ môn của Olympique Sài Gòn. Và liệu rằng anh sẽ chiến thắng hay không? Rất chính xác. Tỷ số được xếp bằng 1-1. Một quả đá rất chính xác của Jonji. Chính xác là của Hotspot là một thành quả có thể nói là xứng đáng với những gì mà đội bóng này đã thể hiện trong những phút vực đã là hàng thủ đúng chơi bóng lúc này. Không được. Rất nguy hiểm. Wisbon Superliga rất nguy hiểm. Một cơ hội dứt điểm rất nguy hiểm, không vào. Quả đá bằng chân trái rất tốt của số 3 bên phía Sài Gòn Hotspot, đó là Andy. Một đường chuyền sâu vào trong rất nguy hiểm. Vẫn đang là số 25 của Sài Gòn Hotspot, đó là Ramos. Có thể dứt điểm, không được rồi. Hathaway có thể dứt điểm. Hãy cùng chờ xem quyết định của trọng tài và đã có một quả penalty. Jonji rất chính xác. Một pha dứt điểm rất lạnh lùng của số 22. Và anh đã giúp cho cái đội Sài Gòn Hotspot lần đầu tiên ở trận cầu ngày hôm nay vươn lên dần trước. Đang là Ramos. Tốc độ rất tốt. Một đường chuyền vào trong, không được. Rất tốt. Có thể đi bóng. Không có tiếng còi của trọng tài và điều đó cũng có nghĩa là không có một quả còng. Và đây là Ramos. Một cơ hội để cho Ramos có thể làm nên chuyện. Phía trước anh là Fred. Qua người rồi, chân trái nào, không được. Trần. Một đường trọng khe rất hay rồi. Cơ hội nào. Rất nhịp nhàng và tự tin. Trọng tài biên đã phất cờ. Và lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại trận cầu ngày hôm nay với chiến thắng 2-1 dành cho Sài Gòn Hotspot. Một trận cầu mà cầu thủ áo vàng đã thể hiện sự tự tin, sự nhuần nhuyễn trong những tình huống phối hợp, những tình huống tấn công. Và rõ ràng chiến thắng 2-1 là một kết quả xứng đáng với những gì mà đội bóng này thể hiện. Xin chúc mừng chiến thắng của Sài Gòn Hotspot và cũng có lời khen ngợi cho tinh thần của Olympique Sài Gòn. Họ cũng đã chơi một trận cầu rất nỗ lực rồi.